Em có thể sửa trước. Em có thể sửa trước à? Ồ, rất chủ động. Em phải đam mê tay nhở? Hết sửa bàn tay rồi đến sửa bắp tay nhở? Ôi trời ơi. Đi tìm nhau thôi. Xin hai bạn tìm đối phương ạ. Em ở đâu em ơi? Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ghép Đôi Đường Phố cùng với Vi Hoàng và SB Entertainment. Và hôm nay thì tôi có một đôi rất đáng yêu các ông ạ. Và tôi tin rằng đôi này sẽ rất mặn mòi và để lại cho các bạn một cái ấn tượng khá là giải trí đấy. Và đây là cặp đôi của chúng tôi ngày hôm nay. Đây vâng, các ông đã thấy chưa? Các ông đã thấy chưa? Lần đầu tiên đứng với nhau thôi mà nó đã đủ để mặn mòi. Em đứng lùi lên đây một tí em ạ. Ok, speak. Rồi. Đây, lần đầu tiên gặp nhau nhở, mình lại... Mình cứ enjoy. Ôi trời ơi. Đi tìm nhau thôi. Xin mời hai bạn tìm đối phương ạ. Em ở đâu em ơi? Này, như là ông này có vẻ rất là giống kiểu dân booking ấy. Em đúng không ạ? Em ơi. Đây rồi, chạm mình rồi đúng không? Hả? Đây rồi, chạm mình rồi đúng không? Nhân thấy yêu đời tê rồi. Có vẻ đúng thì là phải cảm nhận nhá, phải cảm nhận đối phương nhá. Có vẻ như tay mình rất giống một tay em bé. Có thể là chỉ bằng 1/2 tay tôi thôi. Bằng 1/2 tay. Đâu nào, thử đặt lên nào. Đặt lên nào. 1/2 không ạ? Đúng 1/2 không? Không ạ. Đây là 2/2 ạ. Đâu. Ok, tiếp tục nào. Bây giờ chúng ta sẽ cảm nhận về bàn tay của đối phương ạ. Nào, nắm sờ bóp méo gì đi. Mình phải cảm nhận chứ. Nào bạn nữ cho em cảm nhận tay bạn nam nào nào. Không to lắm ạ. Em thích những cái gì to à? Em thích tay to hả? Em thích tay to. Em thích tay to hơn à? Nhưng mà tay nhỏ mà có kỹ năng thì cũng được mà. Kỹ năng nắm tay ý. Em nghĩ gì đấy trời ơi. Rồi bạn nam cảm nhận tay bạn nữ nào. Mềm mềm, sương sương, cảm giác khá là bé, trông như trẻ con vậy. Lừa rồi. Cảm giác bé như trẻ con, thật ra là kiểu khi mà mình đã thích ai rồi ấy, thì người đấy mãi mãi là nhỏ hơn mình thôi các ông ạ. Đấy, ý của bạn ấy là như vậy. Lần đầu tiên gặp nhau mà đã thích nhau rồi. Rồi, đúng không ạ? Tôi thích cái cách suy nghĩ của ông đấy. À vâng, tôi lại thích cái cách trả lời của ông luôn đấy. Tiếp tục. Đấy là cảm nhận tay thôi, bây giờ mình cảm nhận vị trí khác đi các bạn. Được chọn một bộ phận trên cơ thể của đối phương để cảm nhận. Bắt đầu. Em có thể sờ trước. Em có thể sờ trước à? Ồ, rất chủ động. Em phải đam mê tay nhở? Hết sờ bàn tay rồi đến sờ bắp tay ấy nhở? Bây giờ đến sờ bắp tay ấy nhở? Em thích tay to ạ. Tay to để làm gì? Thế để anh gồng nhá. Rồi em sờ lại đi. Được chưa, to không? To. To. Vuốt. Rồi. À không, ý anh bảo là em vuốt từ nãy đến giờ rồi. Ừ chứ không bảo em vuốt lại. Em sợ có sợ cơ hội thế. Nào bạn nam tiếp tục nào. Em không là nàng thơ. Anh cũng không còn là nhạc sĩ. Như kiểu giật tóc móc mắt đánh vào nhà người ta luôn nên tôi giật cả mình cơ. Đấy, trời ơi. Nào, cảm nhận nào. Tóc đúng kiểu gu của mình. Khá là dài. Mình rất thích sờ tóc người yêu. Vì sao? Bản năng. À, bản năng. Thích những cái gì lông lá một tí. Thích những cái gì lông lá một tí. Chết cha bây giờ. Ok. Nghe xuôi đấy. Nghe xuôi, ok. Mượt mà. Ý tôi là tóc bạn ấy xuân mượt, vâng. Ok, tiếp tục nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, là phần gặp gỡ nhau lần đầu tiên. Mời hai bạn chúng ta sẽ quay lưng ra và bảo vệ mắt. Sau 3 tiếng đếm của Vi Hoàng thì các bạn sẽ quay lưng lại và gặp đối phương lần đầu tiên. Xin mời hai bạn quay lưng lại ạ. 3, 2, 1, xin mời các bạn quay mặt lại ạ. Lần đầu tiên gặp nhau, mình chào hỏi nhau vài câu nào. Xin chào em, cho anh hỏi em tên là gì ạ? Ngọc Anh ạ. Ngọc Anh ạ, em sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em 203. Wow. Anh tên là Phương, sinh năm 96. 96 với 203 là cách nhau bao nhiêu tuổi cơ? 8 tuổi à? 8 tuổi. 8 tuổi thật không đấy? Hay là tôi đang tính nhầm?
Thôi bỏ đỡ qua đoạn số học này đi. Ừ, đúng rồi đấy. Mình đọc sai rồi đấy. 7 tuổi, vâng, ok, không sao. Cái đoạn này editor có thể cắt đi mà. Rồi, tiếp tục. Đây là một mối quan hệ 7 tuổi, không sao cả. Bạn em đã yêu người hơn tuổi mình nhiều như vậy bao giờ chưa? Em chỉ yêu hơn 5 tuổi cùng. Đéo tin. 5 tuổi thì mình có một lần trải nghiệm 7 tuổi nữa mà. Thế đã bao giờ bạn yêu một người kém tuổi nhiều như vậy chưa? Rồi. Rồi, ồ đấy, người ta là người có trải nghiệm rồi, em yên tâm, bình tĩnh, không phải lo. Nào, thế bây giờ bạn nữ là người giới thiệu nào, bạn nam vừa giới thiệu rồi. Em tên là Ngọc Anh, sinh năm 2003, với lại hiện tại là em chỉ lên đây đi làm thôi. Và làm rất nhiều công việc khác nhau nên là thường rất là bận rộn, không có nhiều thời gian lắm. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Em làm công việc gì? Em vừa làm part time, vừa làm mẫu, vừa làm KOL. Được bạn. KOL. Tức là em có thể hát được đúng không? À không, em không hát được mà em chỉ diễn thuyết được thôi. Nghĩa là em chỉ nói giới thiệu kiểu sản phẩm các thứ hay là review một cái gì đấy. À làm review à? Bây giờ em review thử cho anh về đối phương là người đang đứng trước mặt em đi. Review thử đi. Qua anh nhìn đầu tiên và vừa cảm nhận rồi. Em nghĩ là nên tìm hiểu sâu hơn thì... Thì để em review rõ hơn à? Cuối phần nha em. Rồi ok, bạn này là tôi biết rồi, khoản review rồi. Ông này có hát được hay làm gì được không nào? Tôi không. Tôi không làm gì thì làm được cái gì? Tôi đừng ngắm em ý thôi. Chào cậu. À ha, ok ok, chất lượng. Vừa lần đầu tiên gặp phát là thính luôn. Thế bây giờ là mình vừa giới thiệu rồi, bây giờ mình thả thính đối phương một câu nhá. Mời bạn nam chủ động chưa? Chưa nghĩ ra, cho em đi thả trước được không? Ok, nào, mời em. Em mới biết được một câu, định tặng anh một bài thơ. Làm thơ khó quá, thôi làm vợ. Thôi, xuất sắc mẹ luôn. À, trời ơi, thế này thì ông phải bật slide lại nhá, ông đừng có để xấu mặt nhà giai của chúng ta như thế có được không nào? À, tuy hơi bơ ngơ và bất ngờ nhưng thật sự là anh cũng không biết nói gì hơn. Thế thôi. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá. Thế thôi. Ông ơi, thả thính rất rất là ý nghĩa, rất sâu sắc ấy. Thế này là thua phạt đấy. Có thả được câu tử tế không? Để anh nghĩ em một câu tử tế hơn nhá. Bạn slide rap được cũng được nào. Tôi không nghĩ ra gì được ấy. Vì sao? Bởi vì đang rất là căng thẳng. Thôi. Tôi đang bơ ngơ và bất ngờ quá vì không nói được gì cả. Vì sao? Bởi vì trong mắt tôi chỉ có hình ảnh của anh ấy thôi. Ấy, thuộc bài rồi đấy. Sao em thấy câu thính vừa rồi thế nào em? Không đánh vào vai trọng tâm lắm. Thế bây giờ em muốn đánh vào trọng tâm là phải đánh như nào? Ý em là muốn cái gì đấy đặc sắc hơn chứ. Cái đấy thì nhăn nhà quá. Anh hiểu ý em rồi, tức là em không muốn là đánh chưa vào trọng tâm mà em đánh vào những cái bộ phận khác trên người em đúng không? Ok, vậy thì chúng ta sẽ đến với trò chơi tiếp theo. Và trò này thì xin phép là hai bạn lại bịt mắt lại. Rồi, và tôi sẽ mời dụng cụ hỗ trợ. Ok, và 3, 2, 1, bắt đầu quay vòi vòi. Cúi hẳn sâu xuống, cúi sâu người xuống. Chưa được. Bạn nữ ok rồi. Rồi, bắt đầu. Đi tìm đối phương. Đi tìm đi ạ. Bạn nữ đi thẳng đi. Rồi, đi thẳng đi ạ. Rồi, đấy, đi thẳng đi mọi người. Nào, rồi, dãy trái, dãy trái. Dãy trái đi, nhanh lên nào, nhanh lên. tiếp tục luôn. Nhanh lên nào. Đi thẳng đi em, đi thẳng nữa. Thẳng nữa, rồi. Tiếp. Đúng rồi, đằng sau ông đấy. Tiếp.
Tìm tiếp. Chưa, chưa. Đằng sau quay, đằng sau. Vâng, cẩn thận không, vả nhầm vào mặt. Vả nhầm vào mặt đối phương đấy. Rồi được chưa? Ui, vào rồi. Tiếp tiếp đi lên, còn tiếp, còn tiếp. Tiếp tục luôn. Nhanh lên. Rồi, đúng hướng rồi đấy, chuẩn đấy. Này, bố mình nhịn phải lâu lắm vậy đi nhé. Tiếp đi, nào nhanh lên nào. Ok, ok rồi. Bạn nữ, tiến thẳng đi em ơi. Thẳng, đấy đúng rồi, vả mạnh vào. Rồi, rồi. Ok, hết giờ. Các bạn có biết là tại sao chúng tôi lại cho cái thử thách này không? Là tại vì khi mà hai bạn về chung một nhà, câu chuyện nó xảy ra thường ngày đó là cầm búa và đập đầu nhau như thế này đấy. Ở nhà thì nó không đơn giản là búa đâu, nó có thể là tiền này, hay là một đống bát đũa. Đấy, nhưng hôm nay tôi làm một cái gọi là nó giảm lời tránh là cầm búa thôi. Còn các bạn biết tại sao tôi mệt thì về xem lại số này nhá. Ừ, đấy, tôi chỉ mong là như vậy thôi. Sao ông tiêu cực ấy nhở? Biết đâu không phải là bát đũa hay cái gì cả đâu, chỉ đơn giản là một cái chày. Một cái chày, đúng không? Có đúng như tôi đang nghĩ không? Không, không, ông ấy nghĩ thế là sai rồi. Thế là như nào nào? Nó có thể là, như ông nói là một cục tiền này. Hoặc là một... Một cái thẻ thôi. Đúng rồi. Một cái thẻ thôi. Một cái thẻ thôi. Bạn nữ, em cảm thấy sao sau trò chơi vừa rồi? Khá là thú vị. Mệt không? Mệt. Thế thấy anh ấy đánh vào đầu em nhiều không? Có, đau. Đau lắm à? Ừ, nhưng mà thiệt đúng trọng tâm chưa? Đúng chưa? À đúng rồi hả? Tôi nghĩ rằng bạn nữ thích bạo lực rồi không ạ? Ưa bạo lực, ưa những thứ mạnh bạo. Như thế này thì mới đúng được trọng tâm. Tôi thật sự mệt mỏi. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách thứ hai. Ok, và đây là thử thách thứ hai. Thử thách này là để test thể lực của bạn nam. Em có mong muốn là người yêu mình là một người có sức khỏe, sức bền nhiều hơn? Có chị ạ. Có chứ, ai là gì? Có. Có, như sức khỏe, sức bền đang hỏi. Sức khỏe và sức bền đều tốt. Quá chuẩn luôn. Sức khỏe và sức bền đều tốt ạ. Nhưng mà là tôi thích sức bền nhìn hơn một tí đấy. Thế bây giờ tôi muốn hỏi thêm câu nữa nhá. Nếu như mà gặp bạn nam với một cái ngoại hình như thế này thì em thích kỹ năng hay kích thước hơn? Em đứng hình bởi vì em thích cả hai. Đúng không? Đúng, đúng. Thôi, một cái gật đầu nhẹ là đủ làm tôi vui rồi. Ok, đây là phần để test thể lực của bạn nam. Bạn nam tự tin vào bộ phận nào trên cơ thể mình nhất? Tay phải. Tay phải? Bởi vì tôi thuận tay phải thôi. À, tôi định gài đấy chứ không thành đấy các ông ạ. Đỉnh quá. Rồi, bây giờ là thuận tay phải đúng không? Thì bây giờ phải bế em ý đi. Được không? Thuận tay là phải bế. Bây giờ bế. Bế à? Ừ, bế em và chạm mũi trong vòng 10 giây. Bế và chạm mũi trong vòng 10 giây. Đúng, không được chớp mắt. Ai chớp mắt thua luôn. Hoặc là squat nào. Thích bế squat hay thích bế chạm mũi nào? Ừ, ok. Tôi tin ông. Tôi tin ông nhưng tôi cũng không tin tôi đâu. Ok, bây giờ là bế chặn mũi vòng 10 giây nhá. Rồi, bế theo kiểu dancer. Là như thế. Thế là như nào? Bế theo kiểu dancer nó hơi kỳ cục một tí. Là như nào? Em xếp người lên một chút nhá. À, được quá. Ok, rồi, bạn cảm thấy là hành động vừa rồi như thế nào từ bạn nào ạ? Đây là một cách ôm rất đặc biệt đó. Em thích bạn trai em ôm như thế. À, được, thế em đứng ra đây, xin mời em review về sản phẩm này. À, đẹp đấy. Sản phẩm này không có tác dụng phụ mà chỉ có tác dụng với em thôi. À, tiếp. Cụ thể hơn à? Ngoài hình, ơi nhìn này. Em phải nêu này, ví dụ như là về đầu tiên là về vẻ bề ngoài, xong rồi bên trong thì như thế nào này. Đấy, xong rồi tác dụng của nó có những cái gì giúp ích cho em đó. Bên trong với tác dụng có giúp ích gì thì phải để về sau chứ ạ. Là
không, cái đoạn này bây giờ mình tưởng tượng ra được em ạ. Ừ, mình review thử một cái bài văn mẫu đi thôi nào. Em sợ tưởng tượng ra tương lai lại không, em phải tưởng tượng ra sau đó bạn ấy sẽ làm theo cái sự tưởng tượng đấy. Còn em mà nói như thế biết đâu em lại bị bất ngờ bởi tương lai ấy. Đúng không nào? Đúng không? Mình nên trao đổi luôn quan điểm ngay từ đầu, hợp lý. Em thích sự bất ngờ. Thế thì thôi, em sập doai rồi. Em sập doai quá rồi. Ok. Và trước khi đưa đến quyết định cuối cùng thì hai bạn có muốn đưa ra câu hỏi gì cho đối phương không ạ? Chưa nghĩ ra câu gì cả. Tao không toàn hỏi những câu bất ngờ thế. Tôi không nghĩ được cái gì luôn ý. Tao lấy mày. Chương trình này nó sập doai không ạ? Sập doai, rất sập doai. Ok. Thế bây giờ thì bạn có thể hỏi về quá khứ. À không, quá khứ thì nó cũng hơi bị quá khứ nhở. Ừ, mình hỏi về tương lai, hiện tại hay là hoài niệm cũng được. Em có biết nhậu không? Cái này sở trường của em. Amazing, good job em. Em nhậu được đến sáng không? Nào. Nhậu đến sáng thì chắc là được. Nó ở cái tập chất. Anh làm mồi nhậu của em thì em nhậu đến sáng cũng được. Chết rồi. Ánh mắt ta chạm nhau. Tôi cảm ơn ông. Vâng, tôi biết là ông thích điều này. Tôi gài từ nãy đến giờ, bây giờ mới trúng đấy. Không trúng thì hụt, mà không hụt thì cũng phải trúng thôi. Ok. Ngoài ra thì hai bạn còn muốn đặt thêm câu hỏi gì không ạ? Hiện tại anh đang làm nghề gì vậy ạ? Hiện tại anh đang vật vờ thôi. Có nghề gì thì anh làm. Đã hiểu kiểu gì? Vật vờ là như nào nào? Đại học 43, khoa ăn chơi nhảy múa. Ôi trời ơi. Vậy các bạn đã có cho mình câu trả lời chưa để chuẩn bị đưa đến quyết định cuối cùng ạ? Ok. Rồi ạ. Ok, và bây giờ thì sau 10 giây tiếng đếm của Vi Hoàng. Nếu các bạn đồng ý cho nhau một cơ hội thì có thể quay mặt lại. Còn nếu không đồng ý thì có thể quay lưng và đi thẳng. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Vậy thì xin mời các bạn quay lưng lại. Và 10 giây bắt đầu. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ. Hết giờ, xin mời câu trả lời từ hai bạn. Chốt chưa ạ? Chốt thì gật đầu ạ. Chốt rồi đúng không ạ? Ok, xin mời hai bạn quay lại ạ. Xin mời hai bạn quay lại về vị trí ạ. Tôi không phải biết nói sao nhưng mà cặp này thì thật sự rất giải trí ạ. Rất giải trí nhưng có thể là chưa phù hợp thôi. Tại sao lại không quay lại mời bạn nữ? Em thấy từ tính cách với lại cách nói chuyện có vẻ không hợp lắm, hoặc là em chưa sẵn sàng trong mối quan hệ mới. Ok. Vậy thì còn bạn thì sao? Mình cũng không biết gì. Tả cảm xúc của mình nha đó, thì mình cảm thấy là đây là một trải nghiệm nên là mình cứ trải nghiệm thôi. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Thật ra thì ngày hôm nay chúng ta từ người lạ, biết đâu mình có thêm một người bạn mới đúng không? Vậy thì mình có thể bắt đầu bằng một cái bắt tay, một cái ôm của tình bạn đúng không ạ? Mình chỉ là bạn thôi, có phải không? Ok, các bạn đã làm rất tốt và các bạn lại có thêm một cơ hội rồi đấy. Là những bạn nào mà thích bạn nữ hoặc là thích bạn nào chúng ta có thể đăng ký và lên đây để gặp lại với hai bạn. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình và hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo của SBIC. Rồi, ok, bye. Hey, mặc dù là ghép đôi cho đôi này không thành công các ông ạ, nhưng mà tôi vẫn thấy rằng là đôi này rất đáng yêu, rất vui đúng không các bạn? Rất funny, mang lại tiếng cười cho các bạn. Và tôi hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa cho riêng mình. Và các bạn ơi, đừng quên join vào group Phố Đi Bộ Hà Nội để chính các bạn là nhân vật trải nghiệm nha. Đừng quên like, share and subscribe cho SBIC Entertainment. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chỉ biết khóc dưới cơn mưa, lòng than trách con tim cứ đắm say. Sao em chẳng thể yêu một người.